tôi tên Nguyễn Trúc, tôi ghét cái người cả đời sống vì bảy người em trai, cuối cùng rơi vào kết cục không người nhặt xác. Ta tên Nguyễn Trúc, thần khí quỷ ghét, trời cao buông rèm, sống lại đến quá khứ, ta rốt cuộc sống thành bộ dáng ta thích. Tỷ tỷ, đồ ăn vì sao không cho chúng ta? Cùng dưỡng đệ đệ phú đại kỷ, nhị tuần lão nhân trưởng thân thể. Tỷ tỷ, tỷ có tâm hay không? Đệ đệ ngoan, bỏ qua tố chất cá nhân, hưởng thụ nhân sinh thất đức, hôm nay đệ chưa đạt tới cửu đẳng thất đức, tầm mắt còn hẹp, thấy ta giống như ếch ngồi đáy giếng thấy trăng sáng. Ngày khác chờ ngươi may mắn chen thân thất đức chính đoạn, ngươi sẽ hiểu, ở trên ngươi còn có luật pháp. Chương 1 Bảy cái đệ đệ bức Nguyễn Trúc thay gã Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tháng 7, nóng bức khó nhìn Nguyễn Trúc khiên quốc mới từ trong đất trở về, đứng trong sân, còn kịp lau mồ hôi một tiếng quát lớn từ trong phòng truyền đến. Nguyễn Trúc Ngươi còn có tâm hay không? Vậy lục ngạn triết nhà họ lục nửa tháng trước xuất ngủ trở về, chân gãy không nói, vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngươi là tỷ tỷ của yên nhiên, đại tỷ của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn mùi mùi được chúng ta sủng ái từ nhỏ đến lớn gã đi thủ tiết hay sao? Nguyễn Trúc Sao ngươi ích kỷ như vậy? Nguyễn Trúc Nguyễn Trúc theo tiếng mà đi, ngẩng đầu nhìn bảy đứa em trai khuôn mặt tuấn tú hoặc dương quang sáng sủa hoặc cao lãnh đạm mạc hoặc trầm mặc không nói hoặc uy vũ hùng tráng từ trong phòng đi ra trong ánh mắt đều là oán giận đối với mình khiếu nại Ta, à, nguyễn trúc trong lòng ta cười lạnh một tiếng ngẩng đầu sắc mặt trào phúng nói ta ích kỷ ta không có tâm vậy học phí các em lên huyện đọc sách thi đại học ở đâu ra cái áo sơ mi các cậu mặc trên người này tiêu tiền từ đâu ra? Các ngươi mỗi ngày ăn uống dùng, tiền lại từ đâu tới? Tôi ích kỷ. Ta ích kỷ đến mức nuôi một đám bạch nhãn lan sao? Từng tiếng trào phúng, từng tiếng lọc vào tai. Bảy đệ đệ sắc mặt đều là khó coi. Tỷ tỷ, đừng nói nữa, ô ô ô. Là lỗi của yên nhiên, là tiền yên nhiên tiêu, không liên quan đến các ca ca. Theo thanh âm, trong phòng chậm rãi đi ra một người, mặc váy hoa hồng nhạt, xinh đẹp lung linh, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay trắng nõn đáng yêu, nước mắt treo ở khóe mắt, khẽ cắn môi, một đôi mắt ngập nước lóe sáng. nhìn thấy người đi ra, bảy anh em đồng thời vây quanh. bên ngoài phòng nóng như vậy, mùi mùi yên nhiên sao lại ra ngoài? cái gì gọi là người tiêu tiền? yên nhiên mùi mùi rõ ràng mỗi lần đều đau lòng đại tỷ, là người không nỡ tiêu tiền nhất. hư nói tới nói lui không phải là cảm thấy chúng ta tiêu tiền của nàng sao mệt nàng vẫn là đại tỷ của chúng ta phi thật tự tư tự lợi coi như ta nhìn lầm rồi ngươi một câu ta một câu từng câu từng chữ đâm vào lòng người ai cũng không chú ý tới nguyễn trúc đứng ở một bên thần sắc càng ngày càng bạc lạnh nguyễn yên nhiên khóc trong chốc lát mắt thấy đề tài của bảy anh em chuyển đến trên người tiền trong mắt hiện lên mấy tia hoảng loạn vội vàng nói các ca ca đừng nói nữa dù sao yên nhiên ba ngày sau sẽ gã đến lục gia đến lúc đó yên nhiên tuy rằng thủ tiết tuy rằng chân lục ngạn triết gãy tuy rằng hắn hôn mê bất tỉnh tuy rằng hắn còn có con trai tuy rằng ta gã đi sẽ làm mẹ kế nhưng chung quy là giảm bớt một chút gánh nặng cho đại tỷ yên nhiên về sau cũng không cần tốn tiền của đại tỷ ô ô ô ô chỉ cần đại tỷ vui vẻ là tốt rồi yên nhiên làm cái gì cũng được thiếu nữ xinh đẹp trong sáng ngày thường giờ phút này khóc chính là lê hoa đái vũ lại nhìn nguyễn trúc bên cạnh thần sắc lạnh nhạt nhàn nhã không nhanh không chậm xử lý bụi bặm trên người cùng buồn trên dây quần áo trên người xám xịt tất cả đều là bụi bặm bùn đất không nói nhiều chỗ còn vá lỗi cũ nát khuôn mặt ngâm đen hai tay lại càng khô lão nơi nào có một chút xinh đẹp trắng nõn của mùi mùi yên nhiên ở trên người trong mắt bảy đệ đệ đồng thời hiện lên vẻ chán ghét lại mở miệng liền không chút khách khí nói yên nhiên mùi mùi không có khả năng gả đến lục gia bọn họ từ nhỏ sủng đến lớn tiểu công chúa làm sao có thể đi cho người ta làm mẹ kế thủ tiết đại tỷ yên nhiên từ nhỏ đến lớn tâm tư đơn thuần ngây thơ thật sự muốn đi làm mẹ kế làm sao có thể tính kế được người ta ngươi đi đi nguyễn trúc đầu óc có bệnh cũng đúng bảy đệ đệ này đầu óc có bệnh cũng không phải ngày một ngày hai nguyễn trúc đơn giản xử lý tốt vết buồn trên người ngẩng đầu dựa vào cái gì ta đi nguyễn yên nhiên thừa dịp lục ngạn triết không có ở đây nhất định phải chạy đi lợi dụng tình cũ của hai người nhất định phải nói cho mình một mối hôn nhân tốt bây giờ người đã trở lại thật ra không muốn gả đi mẹ kế cũng không phải bây giờ mới biết làm mẹ kế các ngươi lúc ấy nói hôn sự thời điểm không phải biết nàng muốn làm mẹ kế sao như thế nào lúc ấy các ngươi không ngại làm mẹ kế tính kế không lại người ta sao về vấn đề đào bới nguyễn trúc không hề mềm lòng hơn nữa nàng nguyễn yên nhiên tâm tư đơn thuần ngây thơ tính toán không lại người ta nguyễn trúc ta chẳng lẽ có thể tính toán qua nguyễn yên nhiên không muốn đi làm mẹ kế chẳng lẽ Nguyễn Trúc ta đã muốn làm? Nguyễn Trúc còn muốn nói nữa. Nhưng bảy đệ đệ lại đột nhiên trăm miệng một lời. Ngươi sao có thể xứng với yên nhiên? Nguyễn Trúc. Trong lòng đột nhiên nghẹn ngào. Dù là vỏ ngoài cứng rắn, cũng không chống đỡ được gai lưng bên trong. Đúng vậy. Vô luận là kiếp trước, hay là hiện tại, Nguyễn Trúc nàng làm sao có thể xứng với Nguyễn Yên Nhiên? Nguyễn Trúc xoay người trầm mặt không nói nữa. Trong lòng chua xót ngủ vị tạp trần. Bảy đệ đệ vừa mới thốt ra vốn còn có chút ấy nấy, trước mắt thấy như vậy, chỉ còn lại không kiên nhẫn. Đại tỷ, ngươi thân là đại tỷ của chúng ta, vốn nên gánh vác chi phí cho các đệ đệ mùi mùi. Các đệ đệ mùi mùi có chuyện, ngươi thân là đại tỷ, vốn nên giúp chúng ta giải quyết. Ta biết đại tỷ ngày thường vì tư lợi, cây nghiệt máu lạnh. Nhưng hiện tại chuyện này liên quan đến cuộc đời yên nhiên mùi mùi ngươi không thể không có tâm như vậy thật sự không được coi như bảy đệ đệ chúng ta cầu xin ngươi đại tỷ ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng huống chi nếu không là bởi vì ba mẹ cứu đại tỷ mà chết chúng ta bây giờ còn cần cầu ngươi lời này vừa nói ra trong mắt bảy đệ đệ lại là oán giận chỉ có nguyễn yên nhiên bên cạnh trong mắt là một trận lại một trận chột dạ nguyễn trúc nhìn nhìn liền nở nụ cười Nửa năm trước, đang là mùa đông, Tuyết phủ kín, Nguyễn Yên Nhiên nhất định muốn nháo đi ra ngoài nấu cơm đông, muốn ăn cá nướng. Trong nhà bảy đệ đệ cưng chiều nàng, nàng nói cái gì cũng nghe theo. Đặt bên bờ sông nhỏ dưới chân núi, củi lửa dâng lên, mùi cá tỏa ra bốn phía. Trong núi rừng đói bụng một mùa đông lợn rừng bị hấp dẫn xuống. Gây ra tai nạn. Mà trong sự cố này, người hại chết ba mẹ không phải là nguyễn trúc cô mà là nguyễn yên nhiên chẳng qua lúc ấy nàng vì cứu đệ đệ không chịu thua kém của mình bị thương mà hôn mê thức dậy lần nữa liền phát hiện nguyễn yên nhiên đã đem tất cả tội lỗi đổ lên người nàng cô ấy là sếp của gia đình lại là bảy đệ đệ một mùi mùi đại tỷ ba mẹ từ nhỏ muốn cô nhường nhịn những đệ đệ mùi mùi này của mình cô liền không lên tiếng kết quả người này không lên tiếng ngược lại là ba mẹ là cô hại chết trong kiếp trước cô mang tội này đến chết cũng không rửa sạch kiếp này cô nhìn đám người trước mắt cũng đã không quan tâm nữa nàng ở nguyễn yên nhiên chột dạ bối rối trong ánh mắt trầm giọng nói muốn cho ta gả đi cũng không phải không thể lúc trước lục gia cho các ngươi lễ hỏi hiện tại toàn bộ đều cho ta ta nguyện ý gả bảy người em trai nhà họ nguyễn chương 2 lục mẫu đón người bạn đang nghe tại truyện chấm audio đại tỷ lễ hỏi kia là lục gia cam tâm tình nguyện cho yên nhiên ngươi ngay cả cái này cũng muốn đoạt đi sao da mặt ngươi dày như vậy nguyễn trúc vậy được a à, lễ hỏi nếu là cho yên nhiên vậy các ngươi để yên nhiên gả đi bảy em trai lục gia đại tỷ ngươi thật làm cho ta thất vọng. Nguyễn Trúc Cảm ơn, anh thật làm tôi ghê tởm. Bảy em trai lục gia Đại khái là ai cũng không nghĩ tới. Ngày thường, đại tỷ từ trước đến nay đuổi theo lấy lòng phía sau mong bọn họ đột nhiên nói bọn họ ghê tởm. Trong lòng bảy đệ đệ đồng thời xẹt qua một tia khác thường. Nguyễn Yên Nhiên thấy vậy, lập tức dịu dàng nói. Các ca ca thôi đi. Lễ hỏi kia vốn là muốn cho con dâu lục gia, hiện tại tỷ tỷ nguyện ý gả qua, liền cho tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ gả đi, nhưng là muốn làm mẹ kế thủ tiết, không có tiền sao được. Có lẽ là sợ Nguyễn Trúc nói ra chân tướng cái chết của ba mẹ. Nguyễn Yên Nhiên giờ phút này ước gì Nguyễn Trúc nhanh chóng rời đi. Ngay cả tiền xính lễ lục gia đưa, cũng hết sức sẵn khoái đáp ứng. Trong mắt Nguyễn Trúc hiện lên vẻ kinh ngạc. Giây tiếp theo thấy nguyễn yên nhiên lấy ra số tiền kia trong nháy mắt đã bị tức cười năm đó khi ông nguyễn và ông lục còn sống tình cảm của hai nhà vẫn rất tốt sau đó hai ông cụ qua đời người nhà họ lục lại chia phòng chuyển nhà mới chậm rãi tình nghĩa giải tán một chút nhưng con trai trưởng lục gia nhị phòng lục ngạn triết đó tuyệt đối là không thể chọn công tác trong quân đội vừa có tiền đồ vừa có tiền. Toàn bộ thất lý thông đầu một nhà có thể diện nhân vật. Nguyễn Yên Nhiên nhìn thấy thiên thiên hấp tấp chạy tới lục gia. Nhõng nhẽo cứng trắng mới khiến cho lục gia lão thái thái đáp ứng cửa hôn sự này, trả lại 100 đồng tiền xính lễ. Thời đại này, tuy nói không có cho phiếu lương thực bố phiếu những thứ kia, nhưng 100 đô la. Vậy tuyệt đối xem như một số lớn. Công nhân lao động trong nhà máy, một tháng cũng chỉ hai ba mươi lục gia thoáng cái cho một trăm có thể thấy được vẫn là coi trọng hôm nay nguyễn yên nhiên lấy ra những thứ này nguyễn trúc nhận lấy đếm hai mươi ba đồng năm hào sáu xu trực tiếp thiếu gần bốn phần năm nguyễn trúc trầm giọng nói những thứ khác đâu nguyễn yên nhiên hai tay ông cùng một chỗ cúi đầu lại bắt đầu khóc lên không có không có ô ô ô nguyễn trúc cô tức muốn chết kiếm tiền có bao nhiêu không dễ dàng cô hít một hơi thật sâu sợ mình mắng ra khỏi miệng còn chưa kịp hành động bảy người em trai trước mắt lại quyết đoán bảo vệ người ở phía sau tiền đều cho ngươi ngươi còn muốn thế nào đừng mắng em gái tôi trong trường học học chi tiêu lớn mùi mùi tiêu kia điểm tiền tính là gì chẳng lẽ ngươi đối với yên nhiên mùi mùi liền không có một chút đau lòng sao khắc nghiệt máu lạnh. Nguyễn Trúc Hàng Cả nhà họ Nguyễn chỉ có cô cay nghiệt nhất, máu lạnh nhất. Cô cười lạnh một tiếng. Lấy tiền. Trực tiếp trở về phòng. Xem như gián tiếp ngầm thừa nhận chuyện lập gia đình. Bảy đệ đệ cùng với Nguyễn Yên Nhiên, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Thật tốt quá, Yên Nhiên mùi 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 không cần gả cho lục ngạn triết. Trước kia lục ngạn triết ở trong quân đội, có tiền có thể làm việc, cũng có thể nuôi em. Hiện tại xuất ngủ không nói, còn gãy chân, bác sĩ nói, cho dù có thể tỉnh lại, sau này cũng chỉ có thể làm xe lăn. Yên nhiên mùi mùi chúng ta cũng không thể chịu loại ủy khuất này. Hơn nữa, em gái nghỉ hè xong, khai giảng cũng phải tới huyện học. Không sợ sau này không tìm được người tốt. Vậy lục ngàn triết là cái thá gì? Chính là chính là. Ngoài phòng tính toán, còn có bảy đệ đệ một mùi mùi vui vẻ. Nguyễn Trúc nghe được cũng chỉ coi như không để ý tới. Cô mở tủ, lấy quần áo của mình ra. Linh linh tán tán, chỉ có vài món, phía trên đều là chút miếng vá, không phải bụi bặm thì là rửa đến trắng bệt. Mấy năm trước, ba mẹ trọng nam khinh nữ. Tất cả công việc bẩn thỉu trong nhà đều do cô làm. Các em trai có thể đi học. Chỉ có cô không được. Cô là hàng bồi thường trong miệng ba mẹ, là đứa trẻ hoang dã là đồ phế vật vô dụng. Ăn ngon, uống ngon, dùng tốt, đó đều là các đệ đệ mới có thể hưởng thụ. Nàng là một nữ hài tử, làm sao xứng? Không chỉ vậy. Cô gái này còn phải kiếm tiền, cố gắng trồng trọt, cố gắng cung cấp cho các em trai lên đại học. Cô ấy luôn nghĩ đó là cách đi từ nhà này sang nhà khác. Sau đó mới phát hiện. Nhà Lý Đại Thẩm ở cửa thôn không phải, nữ nhiên nhà nàng có thể mặc mỹ mỹ, ăn bánh bao thịt, đi học đi chơi. Em gái lục gia lục ngạn triết cũng không phải, kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay đánh nhau, ngày mai lên phòng, toàn bộ người trong thôn thất lý nhìn thấy liền đau đầu, nhưng mẹ lục vẫn thương cô đến tận đáy lòng. Em gái út Nguyễn Yên Nhiên sau khi sinh ra, cũng không phải. Nàng có thể uống sữa mạch, nàng có thể thường xuyên ăn thịt, nàng có thể cùng các đệ đệ đi học, nàng có thể có váy nhỏ xinh đẹp cùng quần áo mới, nàng còn có thể không cần mỗi ngày làm việc, chỉ cần chơi vui vẻ. Đều là cùng cha cùng mẹ sinh ra. Tại sao? Tại sao phải đối xử với cô như vậy? Cô ngây ngốc cả đời, một mực suy nghĩ vấn đề này. Nhưng sau khi tái sinh, cô không muốn nữa. Cô chỉ muốn báo đáp ân nhân kiếp trước của mình là lục ngạn triết, người một nhà cha mẹ lục. Sau đó sống tốt cuộc sống của mình. Cố gắng, đi ra thất lý thôn, đi ra thế giới bên ngoài nhìn một cái người nhà họ lục không đợi được ba ngày sau mới nhận nguyễn trúc vừa thu dọn hành lý xong bà lục vội vã tới ngạn triết sợ là sắp không được rồi nếu không cậu nhìn xem dứt khoát hôm nay qua đi mẹ lục vừa tiến vào liền cầm lấy tay nguyễn yên nhiên cầu xin nguyễn yên nhiên sốt ruột bối rối e sợ bị mẹ lục cuốn lấy vừa rồi bảy ca ca vì mua đồ ăn ngon cho nàng tất cả đều đi ra ngoài nào ngờ lục gia đến sớm như vậy ánh mắt nguyễn yên nhiên bắn phá khắp nơi sau khi nhìn thấy nguyễn trúc bởi vì nghe thấy tiếng vang mới từ trong phòng đi ra lập tức lớn tiếng nói lục bá mẫu người đừng tìm lầm người chứ đó mới là con dâu của người mẹ lục quay đầu nguyễn trúc lúc này bảy anh em không có ở đây nguyễn yên nhiên cũng lười che giấu đã sinh nàng nguyễn yên nhiên cần gì phải có một nguyễn trúc nàng che môi muốn nói lại thôi, làm như chẳng lẽ. Đúng vậy, là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói nàng ngưỡng mộ ngạn triết ca ca đã lâu, nhất định phải thay ta gả đi. Bác Lục, bác nên biết, cháu thương chị cả, không thể nhìn chị ấy thất bại. Tóm lại là yên nhiên đời này không có duyên phận mẹ chồng nàng dâu với bác Lục, ô ô ô. Cô bé che mặt khóc. Nước mắt chỉ trong khoảnh khắc liền chảy xuống nhìn khiến người ta rất đau lòng nhưng bà lục đã mấy chục tuổi rồi mưa to gió lớn gì mà chưa từng trải qua trong lòng như gương sáng không phải là bởi vì con trai bà lục ngạn triết hiện tại không được sao cô ta cười lạnh một tiếng quay đầu hướng nguyễn trúc ngữ khí lạnh như băng nói đã như vậy vậy ngươi đi theo ta đi nguyễn trúc gật đầu không quan tâm chút lạnh lùng này càng mặc kệ mấy trò vặt vảnh này của Nguyễn Yên Nhiên. Chương 3 Lục ngạn triết tỉnh lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cầm hành lý cô thu dọn xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Mẹ lục nhìn thấy tuy sắc mặt không hiện ra, nhưng trong lòng lại có chút hảo cảm. Không có cách nào. Nếu không phải thầy bói nói lúc này tìm cô gái nhà họ Nguyễn kết hôn sung hỉ, ngạn triết còn có khả năng tỉnh lại nàng cũng không muốn người ta một cô nương tốt sống sờ sờ nhảy vào trong hố lửa này huống chi người này vẫn là nguyễn trúc tóm lại là cô làm mẹ ích kỷ đến lúc đó thật sự không được cho một khoản tiền nhận làm con gái nuôi hứa hẹn một gia đình tốt cũng được nếu lục ngạn triết thật sự chết tóm lại lục gia bọn họ nợ nguyễn trúc nghĩ về điều đó bà lục thở dài sắc mặt lộ vẻ ưu sầu ngược lại Nguyễn Trúc ở một bên thần sắc lại đặc biệt thoải mái tự tại. Nhà họ Lục ở thôn Thất Lý mà nói vẫn là một nhà tương đối giàu có. Lục lão thái thái tổng cộng sinh ra ba đứa con trai, mấy năm trước đã sớm chia nhà, cha mẹ Lục liền tự mình xây một tòa tứ hợp viện. Hiện giờ cha mẹ Lục đang ở chính phòng, Lục ngàn triết và con trai Lục tử địch ở sương phòng phía đông, mà tây sương phòng thì ở em chồng của Nguyễn Trúc cũng chính là em gái của lục ngạn triết lục linh nguyễn trúc đi theo lục mẫu từ cửa viện tiến vào sân vườn được xây dựng từ những năm trước tuy nói không mới nhưng tuyệt đối không cũ nát liếc mắt nhìn lại được dọn dẹp sạch sẽ rất là sạch sẽ củi lửa chỉnh tề chất ở một bên công cụ tạp hóa quốc tương tự cũng chỉnh tề chỉnh tề nguyễn trúc theo lục mẫu đi đông xương phòng trước cũng chính là phòng của lục ngạn triết ngay khi vào trong nước mắt mẹ lục không nhịn được chảy xuống khóc nức nở nguyễn trúc con cũng đừng trách bà già lòng dạ độc ác ta biết mùi mùi nguyễn yên nhiên của ngươi vì sao không muốn gả tới đây lão bà tử sống mấy chục năm trong lòng như gương sáng nếu không thầy bói nói tìm cô nương nguyễn gia xuân hỷ ngạn triết sẽ tỉnh lại ta cũng không nhất định phải đưa ngươi vào lục gia chúng ta cũng không phải không thể từ bỏ một cuộc hôn nhân em làm việc ở nhà họ Nguyễn chịu khổ mệt nhọc giống như gia súc nhà họ Nguyễn nuôi anh cũng có nghe nói nhưng bây giờ em đã đến nhà họ Lục anh cũng không cần em làm việc anh chỉ anh chỉ hy vọng em có thể thật lòng hầu hạ ngàn triết chúng ta nếu hắn thật sự chết không còn mấy ngày nữa đến lúc đó ta cũng nhận ngươi là con gái nuôi nói cho ngươi một mối hôn sự tốt dù sao vô luận thế nào cũng sẽ không để cho ngươi không dễ chịu ta chỉ cầu chỉ cầu ngươi có thể thật lòng hầu hạ ngạn triết bà lục hút nước mắt kéo tay nguyễn trúc mắt thấy thiếu chút nữa muốn quỳ xuống nguyễn trúc sợ tới mức vội vàng đỡ người dậy mẹ mẹ nói cái gì vậy nếu ta gã đến lục gia sau này sẽ là vợ của lục ngạn triết con dâu của anh đừng nói những lời ngu ngốc này nữa ngạn triết nhất định có thể tỉnh lại nguyễn trúc nói xong trong mắt cũng là lệ ý. Từng bước từng bước lão đảo tiến lên, nhìn về phía nam nhân đang yên lặng nằm trên giường. Đầu đinh tóc đen, cường tráng có hình dáng, sống mũi cao ngất, ngũ quan đoan chính lập thể tuấn mỹ như đao khắc, lông mày rậm môi dày, cho dù là nhắm mắt, cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của nam nhân. Huống chi? Nguyễn Trúc biết, tuy chân lục ngạn triết bị gãy, nhưng trên thực tế đứng lên kỳ thật là cao 1m88 một người tuấn lãng xinh đẹp như vậy, Nguyễn Trúc vẫn không thể tin được vợ của hắn lại là mình. Nguyễn Trúc từ trong chậu nước mẹ lục bưng tới, vắt khô khăn mặt, nước mắt lưng trồng tỉ mỉ lau chùi mặt mày lục ngạn triết. Trong đầu nhớ lại rõ ràng là kiếp trước, cô cũng giống như lúc này, bị gã đến lục gia. Người nhà họ lục đối xử với cô rất tốt, lục ngạn triết cũng vậy. Nhưng không tốt chính là nàng. Tiền cha mẹ lục cho cô còn có tiền lục ngạn triết cho cô, tất cả đều bị cô dùng để trợ cấp cho bảy em trai và em gái nhà họ Nguyễn. Trong nhà phàm là có thứ tốt, cô cũng lén lút vuốt ve trợ cấp về Nguyễn Gia. Nàng tự như nhập ma. Không chỉ là phù đệ ma, còn là phù muội ma. Nhưng sau đó lại có kết cục gì đây? Bảy đệ đệ ghét, phỉ nhổ. Nguyễn Yên Nhiên khinh bỉ, coi cô như đá kê chân. Ngay cả tai nạn xe cổ chết đi, bảy em trai một em gái cũng không ai nguyện ý đi nhặt xác cho cô ngược lại cha mẹ lục còn có lục ngạn triết chạy lên chạy xuống thậm chí vì cô trực tiếp chạy đi tìm bảy em trai nguyễn gia và nguyễn yên nhiên phải biết lúc đó bảy người em trai nhà họ nguyễn là những nhân vật nổi tiếng trong các ngành nghề từ quan theo quan từ chính trị theo chính trị từ thương theo thương ngay cả lục ngạn triết cũng phải suy nghĩ về sự tồn tại của mình nhưng Kể cả vậy, cha mẹ Lục và Lục Ngạn Triết vì cô mà đắc tội với đám người này, thế cho nên rơi vào một kết cục thê thảm. Nghĩ đến đây, sự hối hận trong lòng Nguyễn Trúc giống như miệng vực sâu, không ngừng cắn nuốt nàng. Chờ cô kịp phản ứng, đã trực tiếp nhào vào người Lục Ngạn Triết, khóc không thành tiếng, giống như trời sập. Ngay cả Lục Mẫu ở bên cạnh cũng bị bộ dạng này của cô dọa sợ. Nước mắt nghẹn lại, há to miệng ngượng ngùng muốn nói lại thôi vậy cái đó tôi cảm thấy con trai tôi còn có thể sống thêm một chút thật thật cũng không cần khóc thành như vậy nơi này nương tử nước mắt sao nhiều như vậy a à? người ta nói phụ nữ làm từ nước con dâu đây phải là đại dương làm đi nguyễn trúc đang khóc hăng say lời mẹ lục nói bà căn bản không nghe thấy đợi đến khi cô khóc rốt cục lấy lại sức. Đã một giờ rồi. Một đạo ánh mắt chăm chú trên đỉnh đầu hết sức mãnh liệt. Khóe mắt Nguyễn Trúc đỏ lên, nước mắt lưng trồng ngẩn đầu. Liền thấy nam nhân mặt mày thâm thúy nhìn chầm chầm nạn, trong mắt gần sóng không ánh sáng. Nguyễn Trúc lập tức. Nguyễn Trúc. Ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Lục ngàn triết. Từ bên tai tất cả đều là tiếng khóc cuồng phóng của nữ nhân, âm ỉ đến đầu óc đều muốn nổ tung. Nếu không tỉnh lại, sau này nó sẽ bị điếc. Lục ngạn triết hơi nhướng mày. Anh là ai? Nguyễn Trúc. À cái này. Điều này nên giải thích như thế nào đây? Cô cũng không thể vừa lên đã nói là vợ anh chứ. Cô há miệng. Từ chần chờ một tiếng. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng xẹt chói tai, như là tiếng bát tráng men rơi trên mặt đất ma sát nguyễn trúc và lục ngạn triết đồng thời nhìn về phía cửa trên mặt đất là bát tráng men và thức ăn rơi xuống đứng chính là bà lục không dám tin trong nháy mắt đang há miệng đầy nước mắt tỉnh rồi thật sự tỉnh rồi con của ta ô ô ô ô bà lục nhấc chân sông lên nửa tháng lo lắng sầu lo khủng hoảng này vào giờ khắc này rốt cục nhận được phóng thích cùng phát tiết nguyễn trúc nhìn vài lần Yên lặng đứng dậy nhường chỗ sau đó ra khỏi phòng đi ra ngoài chỉ cần đứng yên nghe thấy thanh âm mà đến cha lục vội vã chạy tới phía sau còn có một cậu bé hơi lớn đi theo sao vậy đây là ông lục nghi ngờ nguyễn trúc chỉ chỉ phòng lục ngạn triết ngạn triết tỉnh rồi cha lục trùng trùng điệp điệp hùng hùng hổ hổ lại là một trận khóc trống lên cùng ồn ào náo động. Nguyễn Trúc ngồi trên bậc thềm đá trong sân. Thức thời không quấy rầy người khác. Lúc này mặt trời lặn về Tây, ráng chiều như mây lửa phủ thêm một vệt kim quang trong viện. Chương 4 Con riêng lục tử địch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chim sẽ bay tới bay lui trên trời kết bè kết đội ngươi đuổi ta đuổi, khói bếp nhà bên cạnh lượng lờ bay lên, người một nhà trong phòng mặc dù đang khóc, cũng là vui mừng mà khóc thật tốt nguyễn trúc cúi đầu quỳ trên đầu gối im lặng thanh âm đứa nhỏ rung lẩy bẩy co trúc đột nhiên vang lên sau lưng nguyễn trúc mẹ là mẹ con sao nguyễn trúc chuyện lục ngạn triết có con trai vô luận là kiếp trước hay là hiện tại nguyễn trúc đều biết nhưng kiếp trước nguyễn trúc và lục tử địch ở chung đúng là chỉ có thể dùng một từ để hình dung những thăng trầm lúc đầu nguyễn trúc là mẹ kế cùng lục tử địch vậy nhất định là người sáng suốt đều có thể nhìn ra không hài hòa nhưng khi đó nguyễn trúc cho rằng không hài hòa được kỳ thật chỉ là nàng đơn phương cho rằng trên bản chất lục tử địch vẫn phi thường hy vọng có một người mẹ vậy giai đoạn đầu về cơ bản chính là lục tử địch vẫn chủ động lấy lòng chủ động lấy lòng nguyễn trúc mà nguyễn trúc lại không quá để ý để sau chính miệng lục ngạn triết nói với nguyễn trúc lục tử địch thật ra là con trai của chiến hữu đã chết của anh nguyễn trúc lập tức đáng thương gặp lại cha mẹ ruột hy sinh vì nước vẫn chưa thể bị báo ra tuy lục ngạn triết mang người về nhà nhưng lục ngạn triết không ở nhà ở bộ đội rất nhiều chuyện ngoài tầm tay với trẻ con không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ thái độ của mình còn lạnh lùng như vậy không chừng buổi tối vụn trộm khóc vì vậy bắt đầu từ ngày đó nguyễn trúc dần dần để tâm đến lục tử địch tham gia mọi chuyện nhưng trước đó lục tử địch vẫn lấy lòng nguyễn trúc nguyễn trúc cũng không để ý tới lục tử địch tâm đều lành nguyễn trúc lại tới làm bộ này lục tử địch tự nhiên trước tiên là không tin cho nên lúc ấy nguyễn trúc vẫn ăn không ít đồ nguội sau đó mắt thấy lục tử địch dần dần bị hành động của nguyễn trúc làm cảm động mắt thấy lục tử địch từ nhỏ ăn nhờ ở đậu thập phần mẫn cảm rốt cục chuẩn bị tiếp nhận Nguyễn Trúc. Ai mà biết được. Khoảng thời gian đó bảy đệ đệ và mùi mùi nhà họ Nguyễn, không ngừng đến tìm Nguyễn Trúc gây sức ép. Đầu óc Nguyễn Trúc lúc đó, giống như bên trái là nước, bên phải là bột mì, chỉ là vừa vận chuyển, liền thành bột nhão. Không hiểu sao lại xa lánh lục tử địch. Còn dán sát vào bảy em trai và em gái nhà họ Nguyễn. Giỏi lắm kể từ đó lục tử địch nhìn thấy nguyễn trúc đó chính là lời nói lạnh nhạt bản thân nguyễn trúc lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào mỗi lần đối xử tốt với lục tử địch một chút bảy em trai và em gái nhà họ nguyễn lại chen chân vào cứ như vậy lặp đi lặp lại quan hệ giữa nguyễn trúc và lục tử địch có thể nói là náo loạn đến cuối cùng ngay cả lục tử địch cũng cảm thấy im lặng tưởng tượng đủ loại kiếp trước lại nhìn thân ảnh gầy gò nho nhỏ trước mắt hiện giờ, khúng núng trốn ở phía sau cây cột lộ ra một cái đầu nhỏ. Nguyễn Trúc lộ ra nụ cười ấm áp đầu tiên sau khi sống lại. Vâng, ta chính là mẹ của ngươi. Cậu tên là Lục Tử Địch sao? Nguyễn Trúc mỉm cười vươn tay. Ngón tay Lục Tử Địch quấy góc áo mình, cúi đầu, trong mắt rối rắm, có chút sợ hãi, lại có chút thăm dò di chuyển từng bước nhỏ tiến lên. Động tác không lớn nguyễn trúc lại có rất nhiều kiên nhẫn lục tử địch do dự dự nó thật sự rất muốn có một người mẹ những đứa trẻ khác đều có mẹ người trước mắt này có thể là mẹ của hắn sao nó cũng có thể có mẹ sao hắn run rẩy tiến lên người đầu tiên tiếp xúc với nguyễn trúc chính là tay của anh tuy rằng khô cằn thô ráp nhưng lại ấm áp như vậy lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mặt nguyễn trúc cười ấm áp như vậy giống như là mặt trời nhỏ treo ở chân trời. Nước mắt lục tử địch lập tức rơi xuống, biểu môi, hai mắt to như mắt nai con nước mắt lưng trồng lóe sáng. Đầu tiên là đưa tay cẩn thận len lén kéo góc áo Nguyễn Trúc, xác định Nguyễn Trúc không phản bác, không hung dữ với hắn về sau. Hắn lúc này mới giống như nhìn không được bình thường, ẩn nhẫn mà lại khắc chế khóc nức nở cổ hồng, quỷ khuất khuất nhỏ giọng kêu lên. Mẹ! Mẹ! Nguyễn Trúc! Ngoan, có mẹ ở đây. Thật đáng thương. Nguyễn Trúc ông người vào lòng. Năm tuổi. Trên người không có một chút thịt. So với bạn cùng lứa tuổi, lại thấp hơn một mảng lớn. Đang muốn hỏi hắn có ăn cơm ngon hay không? Phía sau một đạo thanh âm bén nhọn liền đột ngột vang lên. Ơ, ờ, ta nói đại mùi tử thật đúng là thủ đoạn tốt a. À. Lúc này mới gã vào lục gia mấy tiếng ngay cả đứa con trai ăn không uống không ở cũng đã mua chuột xong rồi. Toàn bộ người trong thất lý thôn đều nói Nguyễn Trúc ngươi kiên định làm việc, là một người hiền lành không có tâm nhãn. Hiện tại xem ra, bọn họ đều là mắt bị mù. Nữ nhân âm dương quái khí. Giọng nói sắc bén, nói chuyện lại cay nghiệt. Nguyễn Trúc vừa nghe liền biết phía sau là ai. Lục tử địch ôm trong ngực xoay người, nhìn về phía sau. Bàn viên eo thô, mặt đầy thịt ngang, mặc áo ngắn tay theo mẫu đơn phú quý đỏ thẫm, trong tay còn bưng một cái chậu, tinh tế nhìn qua, bên trong thư thất đặt mấy cái bánh bao lương khô cùng khoai lang ngô. Nguyễn Trúc cúi thấp đầu, ánh mắt tối sầm lại. Lại ngước mắt, cười nói. Đại bá mẫu nói gì vậy? Nguyễn Trúc ta đã gả tới đây, đương nhiên phải hầu hạ cha mẹ chồng thật tốt, chiếu cố trượng phu và nhi tử. Cái gì mà không lấy lòng, nói cứ như tôi đang vội vậy đâu có giống đại bá mẫu ba ngày hai bữa liền tới nhà lúc tới cầm chậu không nhỏ vừa đi chính là tràn đầy có thể thấy được thủ đoạn của đại bá mẫu đó mới là một cao minh đều là người làm việc trong thôn thất lý ai còn mắng không lại ai nói trắng ra thô tục một chút lời xấu xa ta không học con dao mềm quái gỡ ai mà không biết ngữ khí lắc lư của nguyễn trúc đó là đâm thẳng vào người lý thúy Lý Thúy trong nháy mắt liền nổ tung. Một tay bưng chậu, một tay chống nạnh, chửi đổng. Này, tôi nói cái đồ đê tiện. Cái gì gọi là ta thủ đoạn cao minh, không ngờ ta chính là chuyên môn tới cửa đón gió thu đây. Miệng đầy ôn ôn quế ngữ, oan uổng người khác, ba mẹ Nguyễn Gia dạy con như vậy sao? Nói xong nói. Tự hồ là tức không chịu nổi. Tiến lên hai cái, giống như muốn đánh người. Nguyễn Trúc giấu lục tử địch ra sau, che mặt lập tức khóc nói. Đại bá mẫu mắng chửi người thì thôi. Sao còn nói thẳng về ba mẹ em nữa? Ai mà không biết ba mẹ em nửa năm trước mất tích? Đều nói người chết là lớn, nào có đã qua đời người, còn bị lấy ra nhiều lần nói, còn nói ta không có gia giáo, này không rõ ràng chính là chỉ vào ta đã chết ba mẹ nói nha. Lúc này làm âm ỉ. Giọng nói của Lý Thúy đã sớm hấp dẫn hàng xóm láng giềng. Buổi chiều chính là thời điểm trăm mát. Các bà nương từng nhà đều cầm quạt ra cửa. Nhìn thấy một màn này. Còn hăng hái hơn cả Nguyễn Trúc và Lý Thúy. Trước mắt vừa liếc mắt, liền thấy Lý Thúy khi dễ con dâu mới qua cửa. Còn là con dâu của nhị phòng người ta. Ngoan nào. Tin tức lớn A. À. Mọi người đi vào xem náo nhiệt không nói, còn có người đã sớm không đối phó với Lý Thúy mở miệng. Ta nói Lý thẩm tử ngươi nói chuyện không phúc hậu rồi. Đều nói người chết là lớn, hiếu giả là trước. Hảo gia hỏa. Ngươi đây không phải là đâm vào tim người ta sao? Chương 5 Trí đấu lý thúy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngươi nhìn xem, vẫn là nói Nguyễn Trúc. Thất lý thôn chúng ta, ai mà không biết Nguyễn Trúc là một đứa bé đáng thương không có tâm nhãn. Ngươi nói xem ngươi bao nhiêu tuổi một người như thế nào cam lòng khi dễ tiểu cô nương người ta. Đoạn tuyệt tiếp tục chỉ trích. Trái tim muốn đánh người của Lý Thúy bị đè xuống. Xoa lưng, xoay người hướng về mấy người ngày thường cùng nàng không đối phó. Ta nói mấy người các ngươi chết tiệt. Từng ngày ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đúng không? Đây là chuyện của lục gia chúng ta, cần các ngươi ở đây quan tâm. Từng ngày thật đúng là chó bắt chuột, xen vào việc của người khác ta nói ngươi. Tràng diện âm ý hẳn lên. Xem kịch trực tiếp mắng chửi. Nguyễn Trúc thấy vậy. Lục tử địch che chở trong lòng, lại lui về phía sau vài bước. Mắt thấy hai bên khói thuốc súng tràn ngập, tám phần là muốn đánh nhau. Nguyễn Trúc lúc này mới vội vàng nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đại bá mẫu không phải là muốn lấy mấy cái bánh bao lương khô và ngô hỏng kia để đổi lấy thịt và bột mì trong nhà mẹ chồng ta sao? đại bá mẫu, gầy yếu, thành như vậy, bổ sung một chút cũng không sao. Nói dối với đôi mắt mở to. Trên người Lý Thúy đầy thịt thừa, thật sự khiến Nguyễn Trúc miêu tả thành gầy yếu đáng thương. Người đang ngồi trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu. Rồi lại nghe Nguyễn Trúc nói. Chỉ là trước kia ngạn triết nhà ta còn ở bộ đội, có trợ cấp, đại bá mẫu đến đổi một chút, bổ một chút, muốn một chút cũng được. Hôm nay ngạn triết xuất ngủ, còn còn xảy ra chuyện như vậy. Ô ô ô ô, nói không chừng sau này chính là ta mang theo tử địch, hầu hạ cha mẹ chồng. Tôi là một cô gái yếu đuối, lại không kiếm được tiền, cũng không có tiền trợ cấp của ngạn triết. Đều nói tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo, ta hôm nay cho đại bá mẫu lấy ăn, về sau đại bá mẫu tự nhiên cũng sẽ không thua thiệt chúng ta. Đại bá mẫu, người nói xem, người thân là đại bá mẫu của chúng ta. Đúng không? hu hu hu. Vài ba câu. Đôi cha mẹ chồng này, một quả phụ này, một đứa trẻ mới năm tuổi. Ăn uống ngủ nghỉ. Cái này tự hồ đều kéo đến trên người Lý Thúy. Trong lòng Lý Thúy có chút bối rối. Vốn nghĩ, hôm nay Nguyễn Trúc vào cửa, nhị phòng gia này không được làm mấy món ngon thịt ngon. Lúc này mới cầm chậu nhỏ làm bộ làm tịch tới cửa, muốn lấy chút đồ tốt. Trước mắt Nguyễn Trúc vừa nói ngoan nào sau này nếu lục ngạn triết chết một đống người này còn có một nữ oa lục linh đang đi học nếu thật sự leo lên phòng lớn của bọn họ lý thúy càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch thanh âm đột nhiên biến thành hét lớn ngươi ít tới nhà chúng ta nhà tôi rất nghèo nguyễn trúc khóc nức nở làm nũng kêu một tiếng đại bá mẫu đại bá mẫu không có việc gì con chỉ đùa thôi mẹ chồng con hôm nay nấu cơm ngon người sợ cái gì bây giờ mang về ăn một chút sau này anh cũng sẽ không ở lại nhà em đúng ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay hôm nay ngạn triết nhà ta không được sau này không thể không làm phiền bác gái nhưng nguyễn trúc ta làm sao có thể là người như vậy chẳng lẽ sau này anh phải đưa tử địch đến nhà em ăn chực đến nhà em ở đại bá mẫu con chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy chắc chắn sẽ không giống như ngài cầm mấy cái bánh bao lương khô và ngô hỏng muốn hỏi người ta muốn ăn ngon bác gái bác tin cháu đi tiểu cô nương khóc sướt mướt lục tử địch cũng khóc sướt mướt tiến lên kéo lý thúy vốn là hình ảnh làm cho người ta đau lòng nhưng trong mắt lý thúy lại là hai con mảnh thú miệng rộng gào khóc đòi ăn bưng chậu ném vào lòng nguyễn trúc đại bá mẫu chính là tới thăm ngươi đưa cho em chút đồ ăn sao có thể còn muốn của em lời này của em nói đại bá mẫu có thể đối với ngươi không tốt nói là nói như vậy dưới chân lại ra sức chạy nhanh nguyễn trúc và lục tử địch đi theo sau lý thúy sợ tới mức kêu mẹ ơi một tiếng vui vẻ nhanh chóng trả lời mọi người vừa thấy lý thúy đi xa tuy biết nguyễn trúc diễn nhưng sự thật không phải như vậy. Lục ngạn triết tỉnh lại thì sao? Một người đàn ông bị gãy chân, không thể đi lại, không thể làm việc. Cha mẹ chồng, lại tuổi càng lúc càng lớn. Nguyễn Trúc này về sau a à? than Thang ôi! Người thất lý thông tuy nói ngày thường có tiểu cừu tiểu hận, nhưng bản tâm đại bộ phận cũng không xấu. Cái này biết rồi. Nhìn Nguyễn Trúc đều đau lòng. An ủi vài câu nghĩ về sau thỉnh thoảng tiếp tế Nguyễn Trúc hậu một chút, liền tản ra đến chỗ trăm mát ở cửa thôn. Chỉ sợ là không quá bao lâu, chuyện Lý Thúy khi dễ người ta sẽ ầm ý đến cả thôn đều biết. Ánh mắt Nguyễn Trúc cười, trong lòng thả lỏng, hừ hừ hai tiếng, cúi đầu xuống. Chỉ có tiểu cũ cải đinh chân mình cao hai mắt lấp lánh hữu thần tỏa sáng nhìn mình. Nguyễn Trúc lập tức, xong rồi có phải lộ ra cái gì hay không vẫn chưa nghĩ ra giải thích như thế nào lục tử địch cũng đã ôm đùi nguyễn trúc trước mẹ mẹ thật tuyệt thật đẹp trai thật đẹp trai nguyễn trúc bị lục tử địch hung hăng sùng bái một phen lại bị lý thúy làm ầm ĩ như vậy vừa mới ở trong sân trong nháy mắt phiêu linh không có chỗ sắp đặt cảm giác đã sớm không còn bảy tám nguyễn trúc lau nước mắt lên tay áo lúc này mới đi về phía đông xương phòng lục ngạn triết. Vừa rồi bên ngoài đồng tỉnh. Cha lục, mẹ lục và lục ngạn triết nghe rất rõ ràng. Chỉ là ngại mặt mũi không biết xấu hổ đi ra ngoài. Lúc này nhi tử thấy Nguyễn Trúc đi vào. Trên mặt các người tất cả đều là xấu hổ. Mẹ lục kéo lục tử địch qua tay Nguyễn Trúc. Em gái Nguyễn Trúc, chị vừa suy nghĩ một chút, đúng là như vậy cũng trách lão bà tử lúc trước ta không suy nghĩ cẩn thận ngạn triết cũng nói cô là một cô gái gả cho con trai của một gia đình tốt sinh một đứa con gái mập mạp của mình cũng rất tốt nếu để lại cho lục gia chúng ta sau này ngạn triết nói đến chỗ đau lại là một trận nước mắt ông lục thở dài tiến lên mặt ủ mày chao vỗ vỗ bả vai bà lục thay mẹ lục nói hết câu tiếp theo ngạn triết tỉnh rồi trái tim hai ông bà chúng ta liền yên tâm lúc này em mới gả tới đây mấy tiếng lại không đồng phòng với ngạn triết trong sạch nếu cô nguyện ý chúng tôi cho cô một khoản tiền cô trở về nguyễn gia nếu con không muốn chúng ta sẽ nhận con làm con nuôi cho con một khoản tiền tìm một gia đình tốt gả ra ngoài cũng được cả nhà chúng ta tóm lại là không thể liên lụy ngươi ngươi cảm thấy thế nào ông bà lục lúc này đoạn tuyệt tục tục cuối cùng cũng nói xong nguyễn trúc nghe xong nhướng mày không ngờ đây là đuổi cô đi cái này sao được cô đi rồi còn báo ân thế nào hơn thế nữa kiếp trước cho dù ngay từ đầu nguyễn trúc và lục ngạn triết không có tình cảm nhưng về sau ở chung đủ loại cùng với sau khi nguyễn trúc chết lục ngạn triết vì nàng mà làm đã sớm khiến nguyễn trúc vì nam nhân này mà động tâm nguyễn trúc lắc đầu ánh mắt kiên định nhìn thẳng người đàn ông trên giường tôi không đi nam nhân nháy mắt nhướng mày lục ngạn triết chân tôi gãy rồi nguyễn trúc tôi biết lục ngạn triết chương 6 nguyễn trúc cùng lục ngạn triết cùng ngủ bạn đang nghe tại truyện chấm audio sao còn dầu muối không vào lục ngạn triết sau này tôi không đứng dậy nổi nguyễn trúc cái này tôi cũng biết lục ngạn triết sau này anh không có cách nào nuôi em chỉ có thể liên lụy em nhà họ lục cũng vậy nguyễn trúc anh không cần thuật lại lần nữa tài tôi đâu có điếc lục ngạn triết chưa từng thấy ai cố chấp như vậy anh nhíu mày ánh mắt nhìn về phía cha mẹ lục vốn định trông cậy vào cha mẹ lục nói gì đó chỉ thấy lục mẫu kia đột nhiên đứng dậy hai tay nắm lấy tay Nguyễn Trúc, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Nguyễn Trúc mùi, lời mùi nói, là thật lòng. Ngươi thật sự nguyện ý lưu lại. Biết được băn khoăn của người già. Nguyễn Trúc gật đầu, kiên định nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi, đời này con theo định ngàn triết. Ngươi cũng đừng khuyên ta nữa, để cho ta đi. Mẹ lục. Ô ô ô ô, được được được, con ngoan, con ngoan. Anh đi hâm nóng thức ăn cho em, em ăn trước đi. Bận rộn cả ngày, mệt muốn chết. Bà lục mừng rỡ như điên. Nguyễn Trúc mới cưới được vài tiếng. Con trai hôn mê nửa tháng liền tỉnh lại. Mà Nguyễn Trúc thì sao, còn vui vẻ ở lại. Hơn nữa trải qua chuyện này, còn thấy rõ sắc mặt Nguyễn yên nhiên. Đều nói một người vợ tốt ảnh hưởng đến ba đời. Nguyễn Trúc A, có phúc. Phước lành phần mộ tổ tiên lục gia thật sự là bốc khói xanh mẹ lục vui mừng hớn hở thả lỏng ngâm nga kéo cha lục và lục tử địch ra ngoài quyết định làm đồ ăn ngon cho nguyễn trúc lục ngạn triết vốn định trông cậy vào cha mẹ lục nói thật rõ ràng lục ngạn triết nhíu mày suy nghĩ một chút nghĩ có thể là mình vừa mới nói quá ngắn gọn làm không tốt cô nương trước mắt nghe không hiểu vừa nghĩ tới lãnh đạo bộ đội lúc trước nói mình chính là một cái hồ lô về sau cho dù có vợ có hiểu lầm cũng không mở miệng giải thích làm cho vợ khổ sở hắn liền cảm thấy hắn phải thử thay đổi một chút vì thế hắn khụ khụ hai tiếng đang chuẩn bị mở miệng lại thấy tiểu cô nương vừa rồi còn kiên cường giờ phút này nước mắt lưng chồng nhìn chầm chầm chính mình nước mắt không ngừng lăn xuống vô thanh vô tức khóc nức nở cổ họng nói ngươi liền thật sự phải đuổi ta đi sao lục ngạn triết vâng người đính hôn với em lúc trước là nguyễn yên nhiên bây giờ đổi lại là nguyễn trúc ta ngươi cứ như vậy không muốn đúng không yên nhiên xinh đẹp trắng nõn lớn lên xinh đẹp ở nhà ba mẹ cưng chiều cô ấy bảy em trai cũng cưng chiều cô ấy cái gì tốt uống đều là chỉ có một mình nạn có thể dùng người khác đều không thể ta thành thiên địa trong nhà hai đầu chuyển việc bẩn việc mệt tất cả đều là ta làm tiền kiếm được lại không thiếu một xu phải đem cho yên nhiên mùi mùi tiêu đồ ăn đồ mặc vĩnh viễn đều là thứ cô ấy không cần ngay cả bị bẫy đệ đệ bức tới lập gia đình cũng là bởi vì yên nhiên không cần hôn sự này nhưng cho dù là như thế ta lại cảm thấy không hối hận bà bà đối với ta rất tốt tử địch cũng thân cận ta 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 tự nhiên cũng không chê chân ngươi gãy ngôi nhà này bình thường ấm áp Hãy tôn trọng tôi và đối xử với tôi như một con người. Bây giờ, ngươi cho dù đem ta đuổi trở về thì thế nào? Trở về tiếp tục cho Nguyễn Gia làm trâu làm ngựa sao? Lần sau còn gặp phải chuyện lập gia đình như vậy, vạn nhất mùi mùi yên nhiên lại không cần, chẳng lẽ người bị ép gã qua lại là ta sao? Ta, ta đã làm cái gì a? À? Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Ô ô ô ô, tại sao? Ta ô ô ô, ta cũng chỉ là muốn thể nghiệm được yêu, muốn có một gia đình mà thôi. Ô ô ô ô ô, khó như vậy sao? Thật kinh khủng. Chỉ cần là nghĩ đến kiếp trước cái kia chịu mệt nhọc, giống như con bò tót đồng dạng lao khổ cả đời chính mình. Chỉ là nghĩ đến bọn họ muốn cái gì mình liền cho cái đó, vô tư kính dân, chỉ muốn một chút thân tình, lại đến cuối cùng, một tia thân tình cũng không có thể nghiệm qua chính mình. Nguyễn Trúc lúc này, đầy bụng ủy khuất ngay trong ngày đầu tiên tái sinh này. Lại là cũng nhìn không được. Mặc dù vậy, nàng cũng vừa khóc vừa nói tiếp. Ngươi, nếu ngươi thật lòng không muốn. Ô ô ô ô, chờ ta báo ân lục gia các ngươi xong, ta sẽ đi. Tuyệt đối không làm chậm trễ ngươi, ô ô ô ô. Nước mắt nước mũi giàn dụa, ghé vào bên giường khóc không có một chút hình tượng, ánh mắt giống như là mở vòi nước, vừa mở ra liền không ngừng được. Lục ngạn triết trầm mặt một lúc. Nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Tường xi măng, cũ nát, không mỹ quan, không có phòng ở của những người trong thành phố xinh đẹp trắng nõn, nhưng hết lần này tới lần khác trắng chắc vững chắc. Chỉ cần quay lại đây. Trái tim cũng thả lỏng ấm áp. Về nhà. Có nhà. Hắn thở dài một hơi. Nửa dưới chân không cử động được. Lực cánh tay lại kinh người chống đỡ thân thể tự mình ngồi dậy. Lại đem người đã sớm khóc tiêu tụy bên cạnh vớt lên giường. Nghe thấy động tỉnh chạy tới, nhưng vẫn không dám đi vào, lục mẫu kêu một câu. Cơm chờ ngày mai con bé tỉnh lại ăn đi. Ba mẹ cũng mau ngủ đi. Người ngoài phòng ai một tiếng đáp ứng. Lúc này lục ngạn triết mới đắp chăn cho người bên cạnh. Sau đó cái gì cũng không nói nằm xuống. Nguyễn Trúc ngủ một giấc, tuyệt đối là thoải mái. Mùa hè trong làn gió lạnh gào thét, rất mát mẻ. Nhưng trong chăn cũng rất ấm áp. Nguồn nhiệt bên cạnh vẫn tản ra nhiệt độ. Lúc Nguyễn Trúc cảm thấy lạnh, liền dán lên, ấm áp dễ chịu, tựa hồ ấm áp vào trong lòng. Người nhà họ lục không thiếu tiền. Chỉ là bông vải trong chăn, đều là đi lên thị trấn đàn mới. Nằm xuống, mềm mại và thoải mái. Dường như tất cả mệt mỏi đều có thể bị quét sạch trong này đợi đến khi mặt trời lên cành. Lúc ánh sáng cũng đã từ ngoài cửa sổ lẻn vào. Nguyễn Trúc trốt cục tỉnh. Cô nháy mắt mấy cái. Có chút mơ hồ. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy khóc và ngủ thiếp đi. Quay đầu nhìn chiếc giường bên cạnh. Trống rỗng. Cô làm người ta cũng khóc ngủ không còn. Trên mặt hiện lên vài nét xấu hổ. Ngoài phòng một mảnh yên tĩnh cô vội vàng đứng dậy đang chuẩn bị xuống giường ai 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 đừng đi a à. nguyễn trúc không trung truyền đến tiếng khẩn cầu tiểu gia thật vất vả mới tỉnh lại sắp chết đói rồi mau 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 cho tiểu gia ăn một chút nguyễn trúc vòng tay vòng tay tôi ở trong vòng tay nguyễn trúc có một cái vòng tay màu xanh biếc trong suốt sáng ngời tính chất thượng thừa Nhà họ Nguyễn tổng cộng có 9 đứa con. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có một mình Nguyễn Trúc có. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Nguyễn Trúc hoài nghi tình yêu của cha mẹ đối với mình. Cô sẽ lấy cái vòng tay này ra xem một chút. Sau tất cả, nếu cha mẹ Nguyễn không yêu cô, làm sao có thể chỉ mua vòng tay cho cô? Sự ra đời của cô, cha mẹ Nguyễn khẳng định cũng rất vui mừng. Chính vì ý nghĩ này, Cô một lần lại một lần ẩn nhẫn, cẩn thận nghe lời cha mẹ Nguyễn, lo lắng nuôi bảy đứa em trai một đứa em gái. Mà hiện tại, Nguyễn Trúc thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi lật đến gói đồ mình thu thập ngày hôm qua. Kiếp trước, cô đến nhà họ lục. Bởi vì lo lắng bảy đệ đệ một mùi mùi, sợ bọn họ sau khi nạn đi không có nổi cơm ăn. Bởi vậy liền để lại vòng tay cho nhà họ Nguyễn. Chương 7 vòng tay không gian cùng y thuật bạn đang nghe tại truyện chấm audio còn cố ý nói cho nguyễn yên nhiên nếu thật sự không có tiền đem vòng tay này bán đi cũng được để sau bảy em trai một em gái dựa vào sự cứu tế mà cô lấy từ lục gia sống cũng rất giàu có vì vậy vòng tay này kiếp trước đến tột cùng có bị nguyễn yên nhiên bán đi hay không nàng cũng không biết nhưng kiếp này lúc cô thu dọn hành lý, đã trực tiếp lấy đi. Mấy tên bạch nhãn lan kia. Bọn họ cũng xứng. Ai nha, đừng nhìn chầm chầm vòng tay, còn có thể nhìn ra hoa sao. Vào đi, vào đi, tiểu gia ở bên trong. Thấy Nguyễn Trúc lại sững sờ. Những con thú nhỏ bên trong đang hấp hối. Nguyễn Trúc ác 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 đáp ứng một tiếng. Suy nghĩ một chút. Mới học được phương pháp trong tiểu thuyết mà kiếp trước nhìn thấy ý niệm vừa động. Chắc chắn rồi. Sau một khắc liền xuất hiện ở trong vòng tay. Đình đài lầu cát, khí vũ hiên ngang, núi giả nước chảy, sương mù mờ mịt. Một tòa tiểu lâu năm tầng lẳng lặng sừng sững trong sương mù. Mà ở trước cổ lâu này, một con mèo nhỏ màu đen hình thể ngây thơ, đang ngáp một cái, duỗi lưng. Thấy Nguyễn Trúc đi vào. Mèo con linh hoạt chạy lên phía trước, còn một vòng bên chân Nguyễn Trúc trong miệng lại không ngừng nhắc tới. Mày chiếc chết ngươi rồi. Tiểu gia sắp chết đói rồi. Mau mau mau, mau chuẩn bị chút đồ ăn cho tiểu gia ta. Nguyễn Trúc. Nguyễn Trúc. Anh muốn ăn gì? Cá khô. Nàng cũng không có điều kiện này bỗng nhiên có cá. Nào ngờ mèo con nghe thấy câu hỏi của cô, trực tiếp xù lông. Vậy phàm phu tục vật cũng xứng tiếng vào trong miệng tiểu gia ta. Nguyễn Trúc thiên niên nhân sâm, bách niên linh thảo, bách niên linh chi. Đại loại như thế, miễn cưỡng có thể tiến vào trong miền tiểu gia ta. Nguyễn Trúc Xin lỗi, xin lỗi. Ý niệm của Nguyễn Trúc vừa động, trực tiếp trở về phòng. Tay chân nhanh nhẹn rời giường thu dọn giường. Mèo con vừa mới diễu võ dương oai nhất thời. Ai ai ai, thương lượng thêm một chút cũng được. Thấy nữ nhân không có động tĩnh, Không có những thứ này, bữa nào cũng có thịt nữ nhân vẫn không có động tĩnh mèo con được 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 lấy mấy cây ngô cũng được tốt lắm lần này người phụ nữ dừng lại lại đi vào mèo con vòng tay tự nhiên không phải vòng tay bình thường đó là một không gian có thể trồng thảo dược tốc độ thời gian trong không gian nhanh hơn ngoại giới trên cơ bản là ngoại giới một ngày trong không gian hai mươi bốn ngày vì vậy ở trong không gian trồng trọt thảo dược, trưởng thành lên, có thể so với ngoại giới nhanh gấp 24 lần. Mà bên cạnh tiểu lâu, vây quanh một vòng có không nhìn thấy giới hạn kia, tất cả đều có thể coi như là đất hoang chưa khai khẩn. Cái này nếu đều khai khẩn ra, đó trực tiếp là một cơ sở trồng trọt tăng tốc. Về phần tiểu lâu 5 tầng ở giữa, tự nhiên cũng không phải tiểu lâu bình thường. Bắt đầu từ tầng thứ nhất, càng hướng lên trên, bên trong ghi chép bảy biện thảo dược bí mật thuận tiện càng cao cấp theo lời của mèo con lĩnh ngộ tầng thứ năm y thuật liền có thể đạt tới khởi người chết thịt xương trắng y thuật a tâm niệm nguyễn trúc khẽ động như có điều suy nghĩ nếu là học được chân của lục ngạn triết không phải có thể chữa khỏi sao coi như là trực tiếp báo ân kiếp trước của lục ngạn triết và cha mẹ lục như thế lại có y thuật ăn cơm nàng cho dù rời khỏi thất lý thôn thì thế nào căn bản không sợ một người có thể ở trong thành chết đói nguyễn trúc động tâm nàng cười tủng tỉm mặt còn chưa mở miệng được rồi được rồi tôi ở trong vòng tay của anh có thể biết ý thức của anh chút tâm tư này của ngươi tiểu gia ta còn không biết này 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 tân thủ đại lễ bao ngươi a nhanh chóng học được vùng trộm cười ngươi không biết từ nơi nào ngậm tới túi quà nhỏ trực tiếp bị mèo con một cái chân sau đạp tới trước mặt nguyễn trúc nói là túi nhỏ thì đúng là túi nhỏ cũ nát chất phát tối như mực chính là ném ở trên đường cái đều chỉ sợ sẽ bị người ta coi là rác rưởi ngay khi nó mở ra lại là một bộ ngân châm còn có một quyển sách cổ thần nông dịch kinh cây kim bạc điều này cô biết đông y kế thường ngàn năm Nội hàm và văn hóa lại càng bác đại tinh thâm. Nói về châm cứu trong đó, cái kia càng làm người ta không hiểu, chỉ là cảm thấy thần bí rồi lại thực lực sâu không lường được. Mà sách cổ, chỉ nhìn cái tên này, chỉ sợ cũng tuyệt đối là thứ tốt. Cô mừng rỡ nhận lấy, đang chuẩn bị mở ra xem xét tỉ mỉ. Tiếng la hét ngoài cửa sổ đã vang lên. "Con dâu, tỉnh ngủ chưa? Nếu không rời giường ăn cơm, đêm nay sẽ không ngủ được bà lục bưng chậu nước từ trong phòng đi ra lúc này mặt trời đã lên cao trong thôn thất lý người làm việc cả buổi sáng đã sớm về nhà ăn cơm trưa hai cha mẹ lục cũng vậy bây giờ đã về nhà làm xong bữa trưa rồi nơi này nương tử sao còn ngủ ngủ thẳng đến lúc này buổi tối còn có thể ngủ nguyễn trúc vội vã rời khỏi không gian trước khi mẹ lục gõ cửa cô đã mở cửa phòng. Trên mặt mang theo chút ngượng ngùng. "Mẹ, con dậy muộn. Thật ngại quá." Nói xong, liền nhận lấy chậu nước trong tay mẹ lục, vội vàng vàng ra sân rửa mặt. Đợi đến khi thu dọn xong xuôi, lúc này mới nhanh chóng đến phòng chính. Chắc chắn rồi. Một đại gia đình đều an an ổn ổn ngồi. Ngay cả Lục Ngạn Triết cũng vậy, vững vàng ngồi trên xe lăn. Gặp cô ấy đi. Ánh mắt nam nhân tựa hồ có chút thẹn thùng lóe lên một chút, lại tựa hồ không có. Lục ngạn triết quanh năm ở bộ đội. Tính cảnh giác đã khắc sâu vào xương tủy. Tối hôm qua ngủ bên cạnh đột nhiên có thêm một người, vốn cũng có chút không yên. Ai biết nữ nhân ngủ còn không thành thật. Nửa đêm. Gần như là trong nháy mắt người phụ nữ ông lấy, lục ngạn triết liền tỉnh lại. Mùi xa phòng thanh thanh đạm đạm, hỗn hợp với hương thơm độc đáo của phụ nữ thân thể mềm mại lại đàn quy không dám động hoàn toàn không dám động thân thể cứng nhắc cứng đờ sau nửa đêm lúc bình minh bố mẹ lục còn chưa dậy lục ngàn triết cũng đã tự mình chuyển qua xe lăn chạy ra sân ngắm mặt trời cảm thấy tội lỗi vì suy nghĩ xấu xa của mình lại thường thường nhớ tới mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi kia rối rắm qua lại cả buổi sáng làm gì cũng có chút khó hiểu. Vào lúc này, gặp Nguyễn Trúc. Ánh mắt lại chột dạ thẹn thùng ấy nấy không dám nhìn. Hết lần này tới lần khác lại nhìn không được thỉnh thoảng trọng ngắm. Nguyễn Trúc ngồi bên cạnh, nhìn hành vi của người đàn ông này thật rõ ràng. Nhưng cũng không xoay qua khúc cua này. Kẹp một miếng thịt đưa tới trong bát của người đàn ông, nhỏ giọng nói. Có phải chân đau không? Lục ngàn triết. Nguyễn Trúc nếu không sao mắt lại co rút như vậy lục ngàn triết không có việc gì nguyễn trúc ồ nguyễn trúc nếu đau dữ dội vậy ngươi cũng đừng kìm nén a à. lục ngàn triết lục ngàn triết ừ cũng không trách nguyễn trúc không nhận ra không thích hợp a à. sau tất cả kiếp trước cùng nhau ngủ nhiều năm như vậy có gì đó nguyễn trúc đã tập mãi thành thói quen hết lần này tới lần khác trong mắt lục ngạn triết. Bọn họ cũng mới tiếp xúc được mấy giờ. Có thể không cảm thấy khác thường sao. Nhưng hết lần này tới lần khác. Việc này lục ngạn triết thật đúng là không có cách nào mở miệng nói. Nhưng khiến lục ngạn triết ngạn muốn chết. Chương 8 Lục mẫu cho 50 khối tiền vào thành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tay nghề nấu cơm của bà Lục cũng không phải là giả. Một muỗng mỡ heo, nhiệt độ cao bùng nóng, lại cho hành gừng tỏi bùng hương, đợi đến khi mùi vị tản ra, lại cho vào khoai tây sợi thái cực nhỏ, lửa lớn xào, đợi đến tám chín, lại thêm ớt xanh. Vị cây thanh mát kết hợp với mùi thơm độc đáo của khoai tây, thẳng tiến vào trong lòng người. Nguyễn Trúc từ hôm qua sau khi sống lại, cho tới nay vẫn chưa được ăn một miếng cơm. Đã sớm bị mùi vị này thèm đến không ngừng nuốt nước miếng. Hơn nửa lục mẫu lục tục bưng lên hầm canh sườn cũ từ một buổi sáng, cùng với trứng chiên cà chua thần khí. Củ từ mềm như, nước canh tươi ngon. Trứng gà là trứng đất nhà mình, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Nguyễn Trúc thật sự phối với cơm trắng thơm ngào ngạt, trực tiếp làm ba bát lớn. Ăn trước khi ăn đến cuối bữa cơm. Mấy người ngồi đây đều không nói gì. Ngược lại ánh mắt đều lặng lẽ xảy ra biến hóa. Đáng thương gặp lại nguyễn gia này rốt cuộc có nhiều người chà đạp người nhà họ lục tuy rằng so với người trong thành đúng là nghèo hơn rất nhiều nhưng so với toàn bộ thất lý thôn mà nói đó vẫn là có tiền đơn giản mà nói giống như nhà họ nguyễn khi cha mẹ nguyễn còn sống vẫn có thể cách năm ba ngày ăn một miếng thịt sau khi cha mẹ nguyễn qua đời trong nhà cho dù ăn thịt cũng không tới phiên nguyễn trúc về cơ bản mỗi lần bảy em trai một em gái ăn xong để lại cho Nguyễn Trúc chính là ngô bổng, bánh bao lương khô, hoặc là khoai lang hấp. Nếu không, đó chính là một chén cháo hoa thư thất. Chắc chắn rồi. Với điều kiện đó, đặt vào trong những gia đình nghèo khó khác của thất lý thôn, đó đều là lợi hại. Vì vậy, so sánh nó theo cách này. Thức ăn của lục gia tuyệt đối là ngon nhất trong thất lý thôn. Nếu không Lý Thúy sao lại muốn tới cửa đón gió thu chứ? Thêm nữa hai cha mẹ lục đều không phải là người yêu tiền về mặt dinh dưỡng cho trẻ em đó là kiếm đủ sức muốn thỏa mãn vì vậy không nói bữa tiệc có thịt nhưng về cơ bản cách một ngày có thể ăn thịt đó là tuyệt đối được nguyễn trúc ăn thỏa mãn cũng thoải mái ông bà lục nhìn thấy cũng càng cảm thấy đau lòng mẹ lục sợ con dâu ghét bỏ cố ý thay đổi chung sau khi lẩm bẩm một miếng thịt đưa cho Nguyễn Trúc, lúc này mới nói. Hiện giờ công việc trên đất đều làm không còn nhiều lắm. Cũng chính là trừ cỏ, tưới nước gì đó. Những thứ này anh và ba em có thể làm xong. Lúc trước quá vội vàng, theo lý thuyết ngươi gả vào, lục gia hẳn là bậy mấy bàn, uống rượu mừng, cũng nên chuẩn bị cho ngươi một ít quần áo và chăn đệm mới. Nhưng ngạn triết chưa tỉnh lại, chúng tôi cũng không tiện sàng bậy, để cậu một mình ứng đối tiệc rượu thật mất mặt. Ta cùng cha ngươi buổi sáng thương lượng qua, không bằng ta cho ngươi 50 khối tiền, đợi lát nữa ngươi đi trên trấn nhìn xem, có cái gì muốn mua hay không. Cái khác không nói. Trên người Nguyễn Trúc có bộ quần áo này. Cái này không phải điền hai bộ sao. Tắm trắng bệt không nói, còn vá lỗi khắp nơi. Bây giờ là mùa hè, mặc như vậy cũng không có gì. Nếu là mùa đông, không được để người ta chết cống sao hoặc là nói nguyễn phụ nguyễn mẫu nhà họ nguyễn quá đáng hôm qua lúc mẹ lục đi đón nguyễn trúc về đã nhìn thấy nguyễn yên nhiên mặc váy hoa màu hồng nhạt ngoan nào đó chính là người thành phố mới mặc như vậy tất cả trong cùng một nhà nguyễn trúc ăn cám nuốt trâu hầu hạ cả nhà những người khác đều giống như không có tay chưa từng thấy qua bảy đệ đệ một mùi mùi kia ra ruộng làm việc bà lục chướng mắt mấy người kia. Nhưng đối với Nguyễn Trúc vẫn là thương tiếc. Nàng cũng không đợi Nguyễn Trúc đáp lại. Từ trong quần áo lấy ra năm đại đoàn kết. Trực tiếp đưa cho Nguyễn Trúc. Nguyễn Trúc trực tiếp bị dọa nhảy dựng. Mẹ, người làm gì vậy? Ta làm sao cần phải tiêu nhiều tiền như vậy? Kiếp trước không có chuyện này. Ngạn triết xuất ngủ, sau này lại không nhận được trợ cấp của bộ đội, em chồng cũng phải đi học, tử địch đã năm tuổi cũng nên đến tuổi đi học tôi lại không tốn bao nhiêu tiền cho tôi làm gì mẹ lục họ là tiền của họ mẹ lục con là tiền của con mẹ lục lần lượt đều có bảo con cầm thì cứ cầm bà lục lại đẩy tới nguyễn trúc còn có chút khó xử trong lòng mà vậy khẳng định là muốn lấy thế nhưng luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng vẻ mặt nàng rối rắm. Lại thấy người đàn ông bên cạnh đã thay cô nhận lấy. Cảm ơn mẹ. Nguyễn Trúc 6. Năm đại đoàn kết Mặt không đổi sắc bị lục ngạn triết nhét vào túi áo Nguyễn Trúc. Người đàn ông khụ khụ hai tiếng. Đi thị trấn hơi xa. Đợi lát nữa cơm nước xong, đến nhà trưởng thôn xem xe bò nhà hắn hôm nay có ở đây không. Nếu có, ngồi xe bò nhà trưởng thôn đi đỡ phải đi đường quá mệt mỏi nam nhân tuy nói giọng điệu không có gì phập phồng nghiêm túc dặn dò nhưng hết lần này tới lần khác nghe chính là đáng tin cậy như vậy nguyễn trúc nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu hai người đều không cảm thấy có gì không đúng ông bà lục bên cạnh lén lút liếc nhìn nhau trong ánh mắt tất cả đều là ý cười chớ nói chi là lục tử địch bên cạnh vẫn cắm đầu ăn cơm kỳ thực con ngươi nhỏ lưu chuyển tiểu thí hài không hiểu bầu không khí quỷ dị giữa người lớn đứa trẻ biết một điều nó có bố mẹ rồi ôi xe bò trong nhà trưởng thôn là một trong số ít xe bò ở thôn thất lý ngày thường gặp được thị trấn đi chợ con trai trưởng thôn hoặc là trưởng thôn sẽ giá xe bò lôi kéo người đi đứng không tiện hoặc là đi ngang qua cùng đi trên trấn giá xe một người là năm xu nhưng đó là bình thường nhiều người. Hôm nay là Nguyễn Trúc đi một mình, lại không họp chợ gì cả. Tiền xe là năm xu. Lúc Nguyễn Trúc đi, xe bò của trưởng thôn vừa vặn ở đó. Nguyễn Trúc trực tiếp đưa năm hào. Sau khi cấp xong, quyền sử dụng xe bò tạm thời thuộc về Nguyễn Trúc. Tốc độ xe bò tuy nói chậm, nhưng ít nhất không cần tự mình đi bộ, lắc lư một giờ trực tiếp đến thị trấn. Những năm qua, hiệu ứng trong nhà máy không tốt. Không ít người đều dần dần bắt đầu xuống biển buôn bán. Chỉ là bán vải vóc hoặc là bán quần áo, đó cũng không chỉ là công ty cung cấp mới có. Nguyễn Trúc một đường đi dạo mấy nhà. Chọn một cái giá cả tương đối thực tế, chất liệu nhìn cũng không tệ lắm. Mẹ chồng đưa cho tôi 50 đồng. Nói là cho Nguyễn Trúc một mình hoa. Nhưng Nguyễn Trúc cũng không có ý định mua toàn bộ cho mình nguyễn trúc trước khi đi cũng nhìn bố mẹ lục cam lòng bỏ tiền ra cho con trên người mình mặc ngược lại vẫn là quần áo trước kia bố mẹ lục phải mua cho mỗi người một bộ lục tử địch thì sao tuổi vốn còn nhỏ thân thể trẻ con lại da mình thịt non vậy cũng phải mua một bộ lục linh thì sao em chồng nói thế nào cũng phải tặng một bộ làm quà gặp mặt về phần lục ngạn triết chồng mình chồng mình trong bộ đội mệt nhọc mấy năm nay cái này cũng phải mua một bộ. Được rồi. Ai cũng không rơi xuống. Mua hết đi. Mua này. Mặt Nguyễn Trúc lộ vẻ khó xử. Quần áo may sẵn đắt lắm. Người này đến bộ này 50 đồng, còn chưa đủ mua quần áo. May mắn mình may vá không tệ. Được rồi. Dứt Khoát đều trực tiếp mua vải vóc đi. Chọn lựa chọn lựa, cùng ông chủ mặc cả một trận, mua xong tất cả. 30 đồng trực tiếp không còn. Chương 9 Nguyễn Ngạn Bảo Hòa Lục Thiên Lôi đánh nhau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Gói một đống vải lại, bảo ông chủ đặt lên xe bò Nguyễn Trúc nhìn 20 còn lại trong tay mình Suy nghĩ một chút Vẫn là nhìn đau cắn răng lấy ra 10 đồng, đi tiệm thuốc trên thị trấn Năm nay Không có người trong nhà nói sẽ chuẩn bị một hòm thuốc có thể có cái gì ăn đã là không tệ rồi. Làm sao còn để ý đến những thứ khác? Nguyễn Trúc đi dạo một vòng trong thị trấn, tìm một tiệm thuốc coi như tốt. Một gian nhỏ. Không gian tuy nói không phải rất lớn. Nhưng chim sẽ tuy nhỏ, ngủ tạng đầy đủ. Ông chủ ngồi sau quầy cầm sách, mặt nho nhã đeo kính mắt, tuổi không lớn, khoảng hai ba mươi tuổi. Thấy Nguyễn Trúc đi vào. Mặt đen một vòng đã nói cửa hàng này không bán không bán các ngươi xảy ra chuyện gì còn sử dụng mỹ nhân kế sử dụng thì sử dụng đi còn phái người đen như vậy lý tổng các ngươi có bệnh không lợi này mắng nguyễn trúc mạc danh kỳ diệu không nói còn cảm thấy có chút mạo phạm cô há miệng tôi tới mua băng gạc và rượu ông chủ trẻ ông chủ trẻ mua băng gạc và rượu trong cửa hàng của tôi sau đó đi khắp nơi nói với người khác tôi bán hàng giả ông chủ trẻ tuổi chiêu này đã dùng rồi còn dùng nữa ông chủ trẻ tuổi cúc 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 bảo lý tổng các người cúc cho tôi nguyễn trúc nhìn ra rồi lão bản trẻ tuổi trước mắt sợ là gặp phải phiền toái nhưng không hiểu sao lại bị mắng một trận nguyễn trúc cũng nổi giận xoa lưng trầm giọng nói. Có thể mở mắt mù của ngươi ra xem không, ta, Nguyễn Trúc, thất lý thôn, đến mua rượu và băng gạt. Ta thấy ngươi mới là có bệnh. Mở một cửa hàng trách nát, mắt lại mù như vậy, còn không chịu nổi. Nói về chuyện đó. Nguyễn Trúc định rời đi. Nơi này không lưu gia, tự có chỗ lưu gia. Nàng một cái mua đồ trả tiền, còn phải chịu bán đồ tức giận mặt đen kịch trực tiếp xoay người rời đi. Ai ngờ vừa mới bước ra một bước. Nam nhân trẻ tuổi lại đột nhiên tiến lên túng lấy ống tay áo của nàng. Khách nhân. Thật sao? Nguyễn Trúc. Có tật xấu đi. Ai nha, ai nha, đừng tức giận nha. Muốn gì? Băng gạt cồn đúng không? Như thế nào là có người bị bệnh? Vết thương lớn bao nhiêu? Có nghiêm trọng hay không? Nguyễn Trúc. Nguyễn Trúc. Dự phòng trong nhà. Ờ, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, còn biết dự phòng gia đình. Tuy nói nhiều, khuôn mặt tuy trở nên nhanh, nhưng động tác cũng thật sự tê dại. Không chỉ lấy ra băng gạt, cồn, còn có băng vết thương và băng vải. Phỏng chừng là cửa hàng đã lâu không có làm ăn. Còn ưu đãi cho Nguyễn Trúc không ít. Vốn là ngân sách 10 đồng. Kết quả cũng chỉ tốn 5 đồng cái này nguyễn trúc vẫn rất hài lòng những thứ thuốc men này từ xưa đến nay đã không có trẻ qua nàng hài lòng rời đi thừa dịp trong hẻm không có người trực tiếp đem những vật dụng thiết yếu này nhét vào trong không gian của mình cầm trên tay còn có năm đồng ông mèo con nhân cơ hội từ trong không gian trốn ra trực tiếp đến công ty cung cấp thịt heo mua đi bánh ngọt mua đi mì trắng. Mua nhiều hơn. 5 đồng, tiêu hết sạch. Đợi đến khi trên người cũng chỉ còn lại có 10 đồng, Nguyễn Trúc trong nháy mắt cảm thấy mỹ mãn cao hứng. Ngồi xe bò, ông bao lớn bao nhỏ, lão đảo trở về thôn thất lý. Mà lúc này, lục gia, có thể nói là hoàn toàn không bình tĩnh. Em trai Úc Nguyễn Gia Nguyễn Ngạn Bảo và con trai thứ hai của đại phòng lục gia Lý Thúy là lục thiên lôi đánh nhau đánh thì đánh. Còn nháo tới phòng hai nhà họ lục. Anh nói mối quan hệ này kéo dài. Chung quanh có một phòng người vây xem. Con trai Lý Thúy đánh nhau với con trai Nguyễn Gia, chạy đến phòng hai người ta làm gì? Hại. Còn có thể vì sao, Nguyễn Ngạn bảo kia không phải là đệ đệ thứ bảy của Nguyễn Trúc sao? Hôm qua, Lý Thúy còn cãi nhau với Nguyễn Trúc, hôm nay, con của Lý Thúy đã bị Nguyễn Ngạn bảo đánh. Lý Thúy đúng vậy, tới cửa đòi giải thích đều nói chỉ cả như mẹ bảy em trai một em gái nhà họ nguyễn không ai bớt lo cái khác không nói chỉ có nguyễn ngạn bảo cứ hai ba ngày lại đánh nhau trốn học ra ngoài chơi trong thôn thấy ai không cách xa mỗi lần đều là nguyễn trúc ở phía sau dọn dẹp mông người nói có trùng hợp hay không lần này oán hận lục thiên lôi bản thân lục thiên lôi cũng là một tiểu bá vương thì thôi còn có mẹ như lý thúy Nguyễn Trúc này nói là đi lên trấn mua đồ, nếu trở về, hừ, là ta, ta tức chết. Tân nương tử gã vào cửa lúc này mới ngày hôm sau, để để cứ như vậy tìm việc. Cái này không thuần khiết làm cho tỷ tỷ nhà mình khó xử sao? Đúng vậy, đúng vậy. Đám người xung quanh nghị luận sôi nổi. Các mối quan hệ trong đó. Cha mẹ lục ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi không bao lâu liền đi xuống ruộng. Trước mắt nháo đến nhị phòng gia cũng chỉ có năm tuổi lục tử địch ở trong sân chơi lý thúy thấy vậy trong mắt đắc ý cùng kiêu ngạo làm sao cũng không ngăn được một tay chống nạnh một tay kéo cánh tay nguyễn ngạn bảo vào trong sân nhìn xem nhìn xem chính là thứ xấu xa như vậy người không lớn trái lại tâm nhãn rất xấu thật được a à, xem đem thiên lôi nhà ta đánh các ngươi nhìn xem các ngươi đều nhìn xem cái này đều trách gia có vết bầm rồi. ai u uy, thật sự là nghiệp chướng a. khóc nức nở cổ họng, lau khóe mắt đúng là bởi vì đau lòng nhi tử lưu lại nước mắt. đau lòng vuốt ve lục thiên lôi đang ngẩng đầu cao ngạo, lại hung hăng đi qua cho nguyễn ngạn bảo vẻ mặt lơ đỉnh. nào ngờ thiếu niên cũng không ngoan ngoãn đứng bị đánh, nhảy thẳng ra không nói, trên mặt lộ vẻ phiền chán. bà già chết tiệt, ngày nào bà cũng diễn thật nhiều. Ta đánh Lục Thiên Lôi thì sao? Lục Thiên Lôi tên tiểu tử kia hạ độc thủ với ta, sao ngươi không nói? Còn điên cuồng náo loạn tới tìm chị tôi. Ngươi cho rằng ta không biết chút tâm địa hoa lệ này của ngươi? Phi. Bác bà chết tiệt. Nguyễn Ngạn bảo miệng độc, đó cũng là nhất tuyệt. Mắng chửi người thẳng thắng mắng chửi. Lục Thiên Lôi nghe vậy, trong mắt bốc lên lửa giận, nhất thời tức giận nói: "Hảo tiểu tử ta mới nói Nguyễn Yên Nhiên vài câu, ngươi liền cùng ta đánh thành như vậy. Ngươi nói mẹ ta như vậy, ta với ngươi không để yên. Nói đi. Lục Thiên lôi tự như một pháo đài xung phong nhỏ, giống như ngé con mới sinh, trực tiếp lao ra một quyền liền nện vào mặt Nguyễn Ngạn Bảo. Nguyễn Ngạn Bảo thấy vậy. Nhanh chóng chuẩn bị tránh ra. Trung hợp là Lý Thúy Nhân cơ hội bắt được ống tay áo Nguyễn Ngạn Bảo. Nguyễn Ngạn Bảo làm thế nào cũng nhảy không ra thật sự bị lục thiên lôi cùng lý thúy hai người đồng loạt vây công quả nhiên là đánh trái đánh phải hết lần này tới lần khác nguyễn ngạn bảo này từ nhỏ đã mạnh mẽ thật sự một chọi hai cho đối hạ trong sân ba người kêu gào tức giận mắng chửi đánh đập không ra thể thống gì bụi trên mặt đất xi si măng trong sân đều bị ba người lau sạch sẽ lục tử địch thấy vậy tiểu tiểu kinh hô một tiếng Mau trốn đi thật xa. Chương 10 Không phải liền là chuyện ngày hôm qua. Ngươi làm sao còn chọc tức lấy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vội vàng đi vào trong nhà. Vừa lúc nghe được thanh âm một nam một nữ đồng thời vang lên. Dừng tay. Dừng tay. Là lục ngạn triết vừa bị đánh thức khỏi giường. Lại là Nguyễn Trúc vừa mới xách theo bao lớn bao nhỏ bị người ta vội vàng gọi về. Tiếng trống giận của nam nhân, Kiên Định Hữu Lực, ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng hẳn là thấp hơn người khác một bậc, nhưng sắc mặt nam nhân âm trầm. Khí tức quanh thân lạnh lẽo, mang theo từ trong bộ đội huấn luyện ra túc sát cùng cứng rắn. Chỉ là từ trong phòng chậm rãi đi ra. Tiếng nói chuyện của đám người vây xem im bặt, yên tĩnh đáng sợ. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một thanh âm. Tiểu tử Lục Gia thật sự đã tỉnh lại. Ngoan ngoãn nha. Lý Thúy sợ là điên rồi. Người của thất Lý Thôn, ai mà không biết lục ngạn triết? Ai không biết Lý Thúy sợ lục ngạn triết? Cũng không phải nói sợ. Chỉ đơn thuần là không dám lỗ mãn trước mặt lục ngạn triết. Hơn nữa, đừng nói Lý Thúy. Người thất Lý Thôn, nằm lớn tuổi thế hệ trước còn tốt. Nữ mà, nhất là tiểu oa nhi trẻ tuổi, nhìn thấy không có gì không sợ. Để làm gì? cũng là bởi vì năm đó có một đám đạo tặc ngộ nhập thất lý thôn còn vừa vặn bắt cóc lý thúy là đội của lục ngạn triết tới bắt người bắt người mà chảy máu là bình thường về phần hình ảnh máu tanh tỉ mỉ hơn nữa thì không dễ miêu tả nhưng sau lần đó tất cả người của thất lý thôn đều thấy được sự tàn nhẫn của lục ngạn triết nhát gan càng là trực tiếp suốt đêm làm ba ngày ác mộng mới trở lại hôm nay. Lục ngạn triết xuất ngủ, còn tỉnh lại. Lý Thúy, Lục Thiên Lôi, cùng với mọi người. Ờ, cái kia, ngạn triết tỉnh rồi ha. Ai u, vừa vặn, vừa vặn, con mau nhìn bác gái con đi. Chúng ta lại khuyên không được, ngạn triết tỉnh lại thật là thỏa đáng a ha ha, đúng không? Đúng vậy đúng vậy, chính là ta đột nhiên nhớ tới heo nhà ta có thể muốn hạ heo con, ta đi trước ha. Ai u, em đừng nói nhà anh có thể cũng sắp xuống rồi nhà tôi cũng vậy ừ ừ ừ tôi cũng vậy tôi cũng vậy có nên nói hay không người nhát gan sợ hãi tất cả đều bỏ chạy trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có mấy người to gan còn có đương sự đứng nguyễn trúc nhìn trong lòng cảm thấy buồn cười nàng mỉm cười nhìn về phía mấy người còn chưa đi ờ các thím hôm nay mấy con heo nhà các thím không xuống à vài người mấy người vậy xuống đi xuống ừ ừ xuống chúng ta cũng xuống không dám lưu không dám lưu chỉ một khoảnh khắc thôi đám đông xung quanh không còn một mảnh lý thúy lục thiên lôi tình cảnh xấu hổ trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc quỷ dị nhưng luôn có người đến phá vỡ mà phá vỡ chính là nguyễn ngạn bảo thiểu năng trí tuệ này đại tỷ chị đi đâu vậy em trai chị bị người ta đánh chị có biết không mau 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 giải quyết cho ta từng ngày bảo hắn nhận lỗi với ta mặt mày thiếu niên có thái độ cao ngạo nhìn thấy nguyễn trúc sức mạnh trong nháy mắt tiến đến một bộ lẽ thẳng khí hùng lục thiên lôi tức giận trực tiếp bóp quyền lý thúy há miệng muốn mắng thấy lục ngạn triết ở đây, lại nghẹn trở về. Đi tới đi lui vài lần. Mết, thật đúng là nhịn không được. Lục ngạn triết có trâu bò phê bình, có tàn nhẫn hơn nữa, cũng không thể trực tiếp giết Lý Thúy cô được. Nghĩ như vậy. Lý Thúy có thể có sức mạnh. Được, được, ta nói con dâu nhị phòng, ngươi nhìn đệ đệ ngươi xem. Còn muốn thiên lôi chúng ta xin lỗi. Ngươi nhìn xem hắn cho con trai ta đánh thành cái dạng gì chỉ là nói mấy câu với nguyễn yên nhiên thôi tiểu tử này giống như điên rồi đuổi theo thiên lôi cắn nhà ta còn muốn thiên lôi chúng ta xin lỗi hắn phi mặt hàng gì không có cửa đâu kiếp trước tự nhiên cũng có chuyện này lần đó nguyễn trúc nghe nguyễn ngạn bảo nói xong trực tiếp vì nguyễn ngạn bảo mà oán hận lý thúy và lục thiên lôi sau này mới biết được lục thiên lôi nói là nói vài câu nhưng đó cũng là nói tâm tư nguyễn yên nhiên ác độc nói nguyễn yên nhiên vì tư lợi vì hạnh phúc của mình thật sự đẩy nguyễn trúc vào trong hố lửa nguyễn ngạn bảo đương nhiên không muốn nghe những lời như vậy trong lòng hắn đáng yêu nhất thiên sứ mùi mùi làm sao có thể là lục thiên lôi trong miệng loại người này vì vậy lúc này mới đánh lục thiên lôi lúc này cũng mới nháo thành như bây giờ sống lại một đời mặc dù nguyễn trúc biết nhưng nguyễn trúc vẫn quay đầu hỏi một câu nguyễn ngạn bảo lục thiên lôi đã nói gì với nguyễn yên nhiên nguyễn ngạn bảo nguyễn ngạn bảo ai nha còn có thể nói gì cậu xem cậu hỏi cái này nguyễn ngạn bảo em là em trai anh chẳng lẽ anh còn không tin em sao nguyễn ngạn bảo tôi sai lúc nào nguyễn ngạn bảo dù sao cũng không phải lời hay tóm lại anh mau bảo anh ấy xin lỗi em em còn chờ về nhà mua đồ ăn ngon cho em gái yên nhiên nguyễn ngạn bảo ai đúng rồi chỉ cầm trong tay là thịt heo và vải vóc sao nguyễn ngạn bảo sao cậu lại mua vải màu này em gái yên nhiên không thích màu hoa này cậu cũng không biết nguyễn ngạn bảo anh mau 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 nhân lúc trời còn chưa tối anh mau đi đổi chỗ với chủ quán đi thiếu niên đúng lý hợp tình dối gian dân chủ lời xoen xoét sau đó thờ ơ đi lên muốn cầm đồ trong tay nguyễn trúc đừng nói là những người khác ngay cả nguyễn trúc cũng tự làm mình tức cười đây là em trai cùng cha cùng mẹ với nàng sao đây chính là đệ đệ kiếp trước nàng hao tâm tổn trí giáo dục ra mắt thấy thiếu niên đưa tay muốn lấy đi thịt heo cùng bánh ngọt nguyễn trúc không chút suy nghĩ lui về phía sau một bước sau đó lớn tiếng mắng cút nguyễn ngạn bảo Nguyễn Ngạn bảo. Chị à, có phải chị điên rồi không? Không phải là chuyện hôm qua sao? Sao chị còn giận? Chị xem không phải chị cũng sống rất tốt sao? Vừa là vải vóc vừa là thịt, yên nhiên mùi mùi cũng không tiêu tiền như ngươi. Ngươi xem ngươi còn đóng ta, giống như điên rồi. Này! Lục thiên lôi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đại tỷ ngươi mới không điên. Đại tỷ ngươi chỉ là đầu óc bình thường cho dù thật sự điên đó cũng là do vampy các ngươi bạch nhãn lan bức tuổi còn nhỏ lục thiên lôi hiểu rất nhiều lý thúy thấy vậy trong lòng cho con trai mình một cái lai like. nhưng đau lòng nguyễn trúc nàng làm không được ờ con dâu nhị phòng vẫn là hiểu lý lẽ một chút như vậy không bằng ngươi đem thịt heo vải vóc bánh ngọt kia đều lấy ra cho ta coi như là bồi thường cho thiên lôi nhà chúng ta chuyện này ta xem còn chưa tính là qua. Nhị phòng con dâu, ta đây chính là cho ngươi có thương có lượng, ngươi cũng đừng không biết điều. Lục ngạn triết thấy vậy, sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng. Lại nhận được ánh mắt Nguyễn Trúc đưa tới. Dây tiếp theo. Liền nhìn thấy người vợ đáng thương tối hôm qua khóc lóc ngao ngao. Trong khoảng thời gian ngắn chiến lược 10 phần. Nguyễn Ngạn bảo đánh lục thiên lôi, liên quan gì đến Nguyễn Trúc ta? Muốn bồi thường. Ngươi đi tìm cha mẹ hắn a. À? Thật sự không được, ngươi đi tìm Nguyễn Yên Nhiên a, à? hắn là vì Nguyễn Yên Nhiên đánh nhau, cũng không phải vì Nguyễn Trúc ta. Đặt trước mặt tôi phải bồi thường. Đời này chết cũng đừng nghĩ. Về phần ngươi. Nguyễn Trúc nhìn Nguyễn Ngạn Bảo, phiền toái trước kia tôi giải quyết cho anh, đó là mắt tôi mù. Về sau phiền toái của mình tự mình giải quyết, ta cũng không cho ngươi chùi cái này thối mông. Nguyễn An Huy mọi người